cho người ta nghe các bạn. Kubota 105X nha. Ta DC 5 viết nha các bạn. À, các bạn thấy là cắt lúa chưa? Đây là cách thu hoạch lúa của bà con nông dân miền Tây nha các bạn. Đây là tới 3 tấn lúa luôn nha các bạn. Thấy lúa trúng ghê chưa? Đây là cái giống lúa 504 nha các bạn. Kênh mình thấy hay nhớ đăng ký lên kênh, like, bật chuông để xem nhiều video mới nhất nha. Đây là cái quy trình thu hoạch lúa của bà con nông dân ở miền Tây. Các bạn thấy cánh đồng lúa rất là lớn luôn. Ở dưới mình giờ này là đang thu hoạch lúa các bạn. Vô mùa thu hoạch lúa vụ đông xuân nha. Đây máy kéo chúng ta chưa chặn xuống chở lúa đó nghe các bạn.